Thưa quý vị và các bạn, thành lập một ban nhạc trẻ có khả năng tự sản xuất âm nhạc dưới tên gọi là Chơi Tới Già, nhóm học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã và đang nhận được nhiều sự yêu thích của thầy cô, bạn bè trong và ngoài trường. Không chỉ nỗ lực hết mình trong học tập, thành viên ban nhạc Chơi Tới Già còn là thế hệ Gen Z năng động, nhiệt huyết khi tham gia nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, khẳng định tài năng và đam mê với âm nhạc. Ngày cuối cùng mình viết cho nhau bao lời nói mừng, khoác vai nhau chung màu áo này, chúc cho nhau bao điều tốt đẹp ngày sau. Ngày cuối cùng nước mắt rơi trong từng bước. Đây là MV của bài hát Ngày Cuối, một sản phẩm mới nhất của ban nhạc Chơi Tới Già, được các bạn ghi hình tại chính ngôi trường Trung học Phổ thông đang theo học. Bài hát do 6 thành viên trong nhóm sáng tác, viết nhạc, thu âm. Ý tưởng của bài hát này xuất phát từ việc cả nhóm muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp của những năm cấp 3. MV cũng được các bạn đầu tư bài bản, có những gốc quay quen thuộc ở ngôi trường chuyên, khiến nhiều học sinh của trường không khỏi thích thú. Ban nhạc của em đi lên từ những người bạn, là đi lên từ tình bạn. Bạn Phúc là người đưa ra cái ý tưởng ban sẽ tên là Chơi Tới Già. Tại vì cái từ chơi khi mà mình đọc lên, mình nghe nó rất là năng lượng, nó rất là nhiệt huyết của tuổi trẻ. 3 năm thì tụi em đã ra mắt được 3 sản phẩm là bài Đôi Khi, bài nhạc Giáng Sinh E và A, nhạc Giáng Sinh Mộng Mơ và gần đây nhất là bài Ngày Cuối. Điều khiến nhiều người bất ngờ là âm nhạc của Chơi Tới Già được các bạn tự sản xuất. Khó khăn lớn nhất đối với một ban nhạc học đường như Chơi Tới Già đó chính là thiết bị. Các bạn tận dụng tất cả những thiết bị có được để thu âm. Thêm vào đó, thời gian cũng là vấn đề lớn vì các bạn còn phải chú tâm vào việc học trên trường. Cả việc học và âm nhạc của em nó gần như là một cái phần không thể tách rời với nhau. Âm nhạc là cách mà giúp em để thỏa mãn những cái đam mê cũng như giải trí sau những cái lúc mà em làm bài căng thẳng. Khi mà mọi người thấy em ở trên những sân khấu thì thường mọi người sẽ nghĩ em là ở trong những cái lớp xã hội. Có rất là nhiều bạn thực sự rất bất ngờ khi mà em học thanh toán, khá là vui tại vì kiểu mình đã giống như là mình đã đem lại được cho chuyên toán một cái màu sắc mới. Thì đó giờ chuyên toán của em cũng không phải là khô khan như mọi người nghĩ. Chuyên toán của em rất là nhiệt huyết, rất là năng động và tích cực tham gia những hoạt động trong trường. Âm nhạc với toán học nó có một cái sự liên quan chặt chẽ với nhau. Thì những cái logic mình sử dụng trong toán khi mà mình đưa vào những cái bài hát của mình sẽ xây dựng được những cái âm thanh, mình biết được những cái tần số âm thanh, mình biết được cách mà cái nốt này với cái nốt kia nó có phù hợp với nhau hay không. Sau khi đăng tải các sản phẩm âm nhạc của mình lên các nền tảng mạng xã hội, Chơi Tới Già nhận được rất nhiều lời khen ngợi và khích lệ. Ban nhạc cũng thường xuyên tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường và tham gia thi văn nghệ học đường cấp thành phố. Câu lạc bộ văn nghệ là một trong những câu lạc bộ mà thành lập sớm nhất cũng như là hoạt động sôi nổi nhất. Tại vì các bạn trẻ, các bạn sẽ rất là thích thể hiện mình qua những hoạt động đó, kể cả hát, rồi chơi nhạc cụ, rồi nhảy. Thậm chí sau này thì mấy bạn còn sáng tác nữa. Nhà trường là tạo cái không gian thoải mái nhất để các bạn có thể có sức sáng tạo. Từ đó thì các bạn có được những cái sản phẩm của riêng mình và sẽ phát triển được những cái kỹ năng như là làm việc nhóm nè, rồi những kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc cùng nhau. Trong tương lai, ban nhạc trẻ tài năng này vẫn đang ấp ủ những dự án mới. Bên cạnh việc tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, theo đuổi dòng nhạc alternative rock, một dòng nhạc khá kén người nghe ở Việt Nam, những Gen Z thành viên của Chơi Tới Già sẽ chú trọng nhiều vào nội dung, những giá trị tích cực trong cuộc sống để truyền tải đến mọi người.